Chồng ho sốt, vợ con đi lấy mẫu xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2. Ông H có biểu hiện ho sốt, cả gia đình đi lấy mẫu xét nghiệm thì phát hiện nhiều người trong nhà có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sáng mùng 7 tháng 9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày mùng 6 tháng 9 đến 6 giờ ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021, tại Nghệ An ghi nhận thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca cộng đồng, Nam Đàn, 4 ca, Quế Phong, 3 ca, 7 ca còn lại là F1 đã được cách ly tập trung từ trước. Cụ thể, các ca cộng đồng đó là trường hợp ông TDH, sinh năm 1977, trú xóm chợ, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ngày mùng 1 tháng 9, ông H có triệu chứng sốt, đau họng nhưng không đi khám, tự mua thuốc về nhà uống nhưng không đỡ. Ngày mùng 6 tháng 9, ông H đến trạm y tế xã Tri Lễ khám và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngay sau đó, ông H được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Ngày mùng 7 tháng 9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp thứ hai là bà NTT, sinh năm 1977, trú xóm chợ, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Bà T là vợ của bệnh nhân TDH được công bố cùng lúc. Ngày mùng 6 tháng 9, sau khi được thông tin chồng là ông TDH có kết quả test nhanh dương tính, bà T được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Ngày mùng 7 tháng 9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp thứ ba là cháu TTPT, sinh năm 2011, trú xóm chợ, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Cháu T là con của bệnh nhân TDH được công bố cùng lúc. Ngày mùng 6 tháng 9, sau khi được thông tin bố có kết quả test nhanh dương tính, cháu T được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Ngày mùng 7 tháng 9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp thứ bốn là ông TXH, sinh năm 1958, trú xóm Lê Hồng Sơn, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Ngày mùng 6 tháng 9, ông H có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến trạm y tế khám và được lấy mẫu gửi CDC. Ngày mùng 7 tháng 9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp thứ 5 là bà LTQ, sinh năm 1959, trú xóm Lê Hồng Sơn, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Ngày mùng 6 tháng 9, bà Quy có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến trạm y tế khám và được lấy mẫu gửi CDC. Ngày mùng 7 tháng 9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp thứ 6 là cháu TTH, sinh năm 2007, trú xóm Lê Hồng Sơn, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Ngày mùng 6 tháng 9 cháu có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến trạm y tế khám và được lấy mẫu gửi CDC. Ngày mùng 7 tháng 9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp thứ 7 là cháu TGH, sinh năm 2012, trú xóm Lê Hồng Sơn, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Ngày mùng 6 tháng 9, cháu H có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến trạm y tế khám và được lấy mẫu gửi CDC. Ngày mùng 7 tháng 9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.718 trường hợp mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên là 771 bệnh nhân tử vong, 5 bệnh nhân hiện đang điều trị, 942. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!